Tôi nhớ hình như là một cơn bệnh bất ngờ. Tôi đã chết đi đêm qua, bao nhiêu người thương đi, lo lắng từng đêm dài. May thay nhờ phép lạ, nhờ tin người đã ghép cho tôi. Trái tim tôi với người nhân từ đã qua đời hôm nào, tìm người ghé qua thân tôi cho tôi lại mang sống nhịp thở từ tim người. Tôi mang tình nhân loại vì tim người đang sống trong tôi. Khi sư mở bệnh viện ở Campuchia đó, thì rất là nhiều bệnh nhân được bị các cái bệnh viện khác họ chê, mà một cái tấm lòng của một nhà sư không có gì hết tất cả mà có cái tình thương, cho nên sư mới cứu từng người một. Nhiều cái cảnh mà đoạn trường hai bên đó, khi mà sư thấy một người không chết hết cả người rồi ở nhà thương đưa về và nằm nắng tới là nắng, nhưng rồi sao thì có kết quả, mà hết con người này con người nọ nó buông tới, mà tiền thì không có ăn làm sao mà đi chạy thuốc và chỉ chờ chết thôi. Nhưng mà cuối cùng sự cứu sống lại, và không những sự cứu sống lại bằng không có đồng bạc nào với cái tình thương thôi, mà Phật tử là các nơi để tưởng sư họ đóng góp lập luôn bệnh viện ba tầng để ngon hơn chưa. Nhưng rồi bây giờ mình cứu sống về cái con người thì trước sau cũng phải chán thở lần nữa. Cho nên là những bác sĩ mà làm việc cái đó thì nhiều bác sĩ rất là giỏi. Ở đây thì có ông sư, ông là cha của quân tướng ở bên Campuchia và là mẹ của quân tướng ở bên hầu đó. Thì hai người này, tức là ông Siêu, tức là cô Đào, là những người mà quản trị cái bệnh viện. Rồi bây giờ mình lo về cái bệnh về thân thì một ngày nào đó trước sau cũng phải rời khỏi cái trong trầm này, kể trước người sau cứ lần lượt mà nói nhau đi vào, không vào là vào cái cửa cực lạc, cái cửa niết bàn, mà vào nhau cái nghĩa trang. Thế cho nên sư mới chuyển hóa và sư trở thành một bác sĩ hơn cả 100.000 bác sĩ, gọi bác sĩ tâm linh, chữa một lần ai mà uống được cái linh dược, cái pháp dược của Đức Phật, người đó không còn phải vào trong bụng mẹ nữa.
Thì ngày hôm nay sư rất là mừng. Ngày hôm qua hôm kia tôi cũng tới đây. À, tụi con ngày hôm qua đó, đi với mấy bậc bạn đến đây ra thì nhìn Vũng Âm. Có theo sư nào mà năng nỉ đưa băng rồi đem về coi. Coi xong, ngày nay không phải dẫn con vào các cái đại học hay là dự vào làm vua trên sân khấu của cuộc đời nữa, mà dẫn con vào đạo. Đức dễ thương nhất là gì? Khi mà tụi con muốn cho con mình đi tu, nhưng mà đến các chùa đó thì phải đòi hỏi là phải sắm cái này, sắm cái kia, phải làm cái giường, rồi phải đem tiền bạc dán cái giường này khác. À, nhưng mà không phải vậy. Đi tu là gì? Là sửa. Sửa cái tâm chứ không phải là sửa cái thân. Cái thân á, có nhiều người khuyết tật đang đi ngồi trên những chiếc xe lăn. Có nhiều người mù mắt, như cái cô mà mù mắt mà hôm trước đến đây cho ăn cơm rồi sư hỏi á, thì cô này cô nói rằng coi như là cô mù mắt nhưng mà cô thấy được cái tâm, thấy được cái tâm, cái mắt quẻ có thấy. Còn có nhiều người sáng mắt nhưng mà chỉ sáng mắt đời mà tối đi cái mắt đạo. Rồi mình cho cái trái tim mà con người trên lên á, là từ trái tim này qua tim khác thì cũng cái nhịp độ đó thôi. Hoặc là những cái tim giả tạo ngày hôm nay nhân tạo thì nó cũng nhập như đó, rồi nó cũng bị mòn, bị hao, và nó cũng bị ngưng trở lại vì nó vô thường. Nhưng mà tụi con đưa vào đây, con tụi con vào đây để ông sư ông cho nó một cái tim, mà cái tim này tim bất tử. Tại vì sao gọi là bất tử? Nó vô đây nó không làm gì hết, nó không có làm gì hết á. Đừng có bao giờ nghĩ rằng không làm gì hết là dễ nha. Làm gì cũng dễ hết á. Này, làm ruộng này, làm vườn này, làm biếng này, làm gì nữa, à, làm công nghệ này, 12 bên nước là sĩ nông công thương cầm kỳ thi họa ngư tiều canh mục, bến nào cũng đục cũng trong, bến nào cũng cuối cùng cho ngông với cái chứng khổ, khổ dư thôi không có gì hết. Tại vì trên cái thắng bại cuộc đời nó như một đấu trường, như một chén cờ vậy đó, người nào rồi cũng rồi trắng tay và tay trắng, xanh thì khóc, mà lớn lên rồi già rồi chán thở rồi cũng khóc. Như vậy thì bây giờ nó vô đây nó không làm gì hết. Thì mấy người kia nó vô sao không làm mà suốt như vậy? Lúc làm dễ quá mà. Không, nó không làm ở đây là không làm điều ác, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có dâm dục, không có nuôi láo, không có uống rượu, không ăn quá giờ ngọ đến ngọ mai. Bởi vì đàn na tín ký tin tưởng là ông thầy chùa là đầu tròn áo vuông, là người nói thiệt. Ông không được ăn buổi chiều, mà tấu ông lén ăn là chiều ông nấu răng bày. Rồi người đời, người Phật tử không biết là ông thầy không được ăn. Thà nuốt sắc nắng coi như là lửa đỏ, thà mố bụng không ăn quá ngọt buổi chiều. Không ăn quá ngọt, ăn buổi chiều là không được. Rồi nó vô đây không làm gì nữa, nó không có tập làm những người mà coi như là ca hát múa sướng theo cái cách của thế gian, mà nó tập ca hát những cái bản nhạc pháp mà chư thiên và các cái tầng trời. Khi Đức Phật mà bắt đầu chuyển pháp luân thì họ đánh những cái tiếng trống và những bản nhạc của thiên cung để thỉnh Đức Phật. Như vậy nhạc đó là nhạc đạo, chứ không phải là nhạc đó ru ngủ con người vào ở trong cái mê và trở thành cái muội gọi là vô minh. Rồi nó không làm gì nữa, nó không có trang điểm phóng son, bởi vì cái đẹp bên ngoài, cái đẹp nhất thời. Nãy tụi con nghe tôi nói đó, hoa nở rồi ra cái bụng tàn. Những cái hoa ở bên ngoài nó rất là ảo mộng phù du, mà cái hoa trong lòng là cái hoa đó nó giữ mãi và nó luôn luôn là nó là màu vàng của ái đạo. Rồi nó không có ngồi cao, ghế cao, nằm giường rộng, bởi vì cái thân của mình đây bị lớn. Quý vị coi thứ cái này, có cái nhà thật bự, có nhiều người 5-7 căn nhà nghe cho thuê nha, có cái nhà thật bự mà vô ngủ cái phòng thì nhỏ hơn cái nhà nhiều quá, phải không? Cái giường nhỏ hơn, rồi cái thân mình thì nhỏ hơn cái giường, mà đến khi mà không có còn thở, kiểu nín thở thì vô trong quan tài còn nhỏ xíu nữa. Rồi gì nữa? Như vậy thì nó tập là làm sao trước khi mà người ta đem cái thân của mình bỏ vô quan tài để khiên đi, mà mình tức mình cũng không ngồi gì mà nó được ngang, nó cũng không thể ngồi vậy để mà nói là tại sao mình đốt nóng vậy quá ngang, hay là trong đất cũng ngợp quá cũng làm được hết. Thì lúc bây giờ mình phải tập làm sao chết dần cái tham cái sân cái si, tập làm sao phát triển cái nền tảng của đạo đức, là được chết đó là lãng, là chết thiệt. Vì vậy cho nên tụi con đưa tụi con của con vô đây, tụi con nói tụi con có gì, tụi bảo tháp bán tầng mà tụi con có chứ, tụi con có đạo chứ,
mới thấy được cái đạo đức. Tôi mới được mấy CD thơ về coi qua xong mà thuyết phục được mấy đứa con nó vô đây nó tu thế này, sư mừng hết. Không có gì sướng hơn, không gì quý hơn. Tôi cũng đem á, của cái mà lỡ 50.000 tấn vàng nha, hay là 50-100 cái chiếc xe chắc bạc tiền nha, tụi con đem đến đây là coi như chỗ này trở thành cái chỗ mà nước này nước khác nó sẽ đem buôn nó quấn á. À, dầu hóa không mà ở bên Iraq mà cũng gì dầu hóa bên Trung Đông mà cứ đi đánh nó, thấy không? Rồi ông Bush đó, ông là ông con tổng thống rồi lên làm tổng thống tông theo rồi đó. Rồi cuối cùng vì cái tham mà dầu nha phải đưa về phải chở dưới tàu rồi này khác, và lỡ tụi con đem vô 50-70.000 chiếc xe mà chở đầy vàng đầy tiền thì đến mấy chùa kêu vua họ mừng lắm, họ ra ngoài họ trái coi như phong bón là cho tụi con bước vô để họ lấy vàng. Còn đây là sự lấy cái vàng lòng sự trái sự đón tiếp tụi con, vàng lòng mới là cái vàng mà ở ngoài không ăn cắp được hết. À, tụi con thấy ông sư này dừng giỡn nha, ăn mặc đồ rách rưới vậy đó, nhưng mà trong tâm của ông lành. Còn mấy anh kia mấy anh vô mấy anh đi đồ dầu dày đồ nha, ngon lắm, người đưa cái đón đồ kiểu lộng đồ làm dữ lắm nha, nhưng mà trong tâm của anh là rách. Cho nên á, ông bà của mình nói á, nghèo phải là cho sạch như ông sư vậy đó, ông nghèo lắm, ông có gì hết, ông có gì mất hết. À, nhưng mà ông rách như ông sư vậy đó, mà ông thơm, cái hương thơm của ông nó bay á, mà từ ở các nước, từ Canada, từ ở Âu Châu, từ Mỹ Châu, từ Úc Châu, từ Phi Châu, ngay cả Hollywood á, là những cái đứa mà coi như là tài trợ các tỷ bạc cho những cái cuốn phim kinh khiếp. À, cuốn phim Titanic thì nó bỏ ra 550 triệu thôi, Titanic á, cuốn Billy Jean rồi đó. Thì nó bỏ cái 500 triệu không, mà nó qua đây mà nó viết cuốn sách của sư đó, cái cuốn sách Người Về Tụi Có Chết mà sư mới đưa cho Cường, tức là Huệ Tâm đó, cuốn đó là nó viết xong rồi nó dựng phim liền, nó lấy 750 triệu mà chỉ có sai một cái ý trong đó thôi, sư ngưng lại quán hôn. Nó không bao giờ nó nghĩ là có một ông sư như vậy, và nó qua đây nó về nó viết cái cuốn là He Not God, và cuốn đó nó sẽ phát hành rất là sớm, dựng cuốn phim dựng lên nó lấy ít nhất là 3 tỷ, tại vì cái đề tài táo bạo, cái đề tài táo bạo, anh nào cũng đều muốn cho mình xưng, hay người ta xưng cho mình là thượng đế, rồi là coi như là chúa là đủ hết, còn họ gọi sư là God thì sư nói cảm ơn God nhiều quá rồi, chỉ cần làm con người thiệt thôi. Mà con người thiệt là người thế nào? Người trở lại hồn nhiên như những đứa nhỏ mà nó mới vừa sanh ra, nó không biết tham. Cha mẹ chồng chút xíu, bố rầu ngủ ngon, không lo gì hết. Còn tụi con thấy không? Lớn lên càng lớn thì mình mất đi cái tuổi hồn nhiên. Cho nên Chúa Giê-xu nói, một người nào muốn vô cái cửa thiên đường là phải trở lại như một đứa nhỏ. Và người nào mà có những chiếc xe của cải, giàu có, mà muốn vô tới thiên đường thì nó không thể nào được, cũng như là cái con camel, tức là con lạc đà mà nó vô cái kim vậy đó. Nhưng bây giờ người tu giàu quá cỡ, trọc phú, rồi là cỡ nào cũng giàu hết. Cho nên ngày hôm nay tụi con tới gặp một cái người nghèo nhất từ độc chấp của thế gian này, gọi là người ăn mày thế kỷ. Người ăn may mắn, nhưng mà ăn cái nỗi đắng, xin cái niềm cây, và biến hóa những cái đỏ đầy thành những cái thiên đường cực lạc trong tại thế. Cho nên mừng thay sứ Phật còn hương, lành thay thế giới mở chương Phật thừa, kế truyền y bát nghìn xưa, thiên gia bạn vạn lý dương bóng hình, đời nay thì truyền đạo bằng kinh, mà Phật xưa truyền đạo bằng hình bóng dương. À, cho nên ở chỗ này đó con, không có thiếu gì hết, ở trên thế giới này không thiếu gì hết. Nếu mà nuôi nước Lào đó mà so với Singapore nha, mà đất của nước Lào này mà biết sử dụng đó nha, có những bộ ốc mà coi như là như Singapore đó, thì 3, 4, 5, 6 nước giàu có Singapore không bằng nước Lào, tại vì nước Lào quá lớn mà. Nhưng mà đất đai là cái gì? Cũng người răng ra, chia ra, rồi làm giá. Còn đất đai là vô ngã, không có gì hết. Cho nên sau này những đứa nhỏ là cái tô, thì nước Lào này nó sẽ có thể là hơn Singapore, hay là một Singapore thứ hai, thứ ba. À, rồi mấy đứa nhỏ là cái tô, tụi con biết tô, thì cả cái thế giới này cho tụi con thèm, cả cái ta bà này cho tụi con cũng muốn. Mà mình muốn cái gì? Mình muốn về cái quê hương cực lạc, về đó gặp cửa, gặp nhà, gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa. Mình là con cái của vua chúa, con của Tịnh, cháu của Tịnh Phạn, con của Phật Thích Ca, và còn sướng hơn. À, rồi ông Phật Thích Ca mình đó, bắt ông làm vua, ông đâu có chỗ làm, ông nói con vua thua con Phật thôi, cứ nói chuyện từ chư Phật ba đời để mà làm một cái gì mà nó không bị mai một theo thời gian và không gian. Còn nếu không thì 5.000 năm văn hiến của đất nước Việt Nam
từ Hùng Vương rồi đến Đinh Lê Lý Trần, đến 22 đời nhà Nguyễn, 9 chúa, 13 vua, rồi đến thời nào cũng vậy, cũng lần lượt coi như là sống sau thì nó ập sống trước, không có đi được đâu hết. Cho nên cuối cùng thì mình cũng là giả tràng xe khác biển đông, vô tình lượng sông cứ công nhọc nhằn, tuôn đời ai biết cho chăng, như mây tan hiệp mà như trăng khuyết nhấn tròn. Điếm tàn tím lụng dầu mòn, cái đi mờ mịt cái còn mỏng manh. Cái đặt đi thì mờ mịt, mà cái còn mỏng manh, mình như đèn treo trước gió, không có gì hết tụi con. Mà người biết đạo là cái người đó thua hết tất cả, nhưng mà thắng được cái gì? Thắng được ông thần tử. Còn bây giờ mình thắng tất cả mà mình thua ông thần tử thì mình thua hết rồi. Cho nên bữa nay lát nữa sư 2 giờ sư sẽ truyền giới cho mấy đứa nhỏ rồi cạo tóc. Con thấy đẹp lắm, chiều tụi con ra thấy đẹp lắm, về thấy đưa con đi vào chùa mà cũng phải về để buôn bán tạo cần khổ cực. Thì cái người tu ăn bát cơm nãy đó phải hỏi là mình ăn bát chút nó được không đó, có cái bình thường được. Bát cơm vàng ngọc của đàn Nga, quyết chí tầm thu thoát tái hà, sử dụng nhân tình gieo chống Phật, tầm bằng tâm ý niệm ba. Bát cơm nó là hạt gạo nhưng mà nó trở thành cái vàng ngọc của đàn Nga, họ đem họ cúng để mà kiếp sau họ không còn nghèo về vật chất mà còn giàu về tâm linh. Tụi con yên tâm nha, bây giờ tụi con đi về để lo buôn tháo bán tầng. Còn y bát rồi đây, cơm nước rồi đây, người ta cúng một lần tụi con thấy không? Đem vô đêm qua, hôm qua giờ cũng bỏ thùng bữa xương rồi, lại khác rồi đó. Rồi họ muốn cúng cho bà cụ hai năm rồi có qua đây. Mà năm nay bà không có qua được tại vì lớp của 91 rồi, mẹ của cô này. Mẹ cô này theo sư năm nay là 13 năm. Người có thể nó là người thứ hai ở bên Bà Lai đó, cha đến bà cụ. Rồi cái người công giáo cúng cái sư miếng đất bên đó là giờ 12 mẫu bên đó. Rồi ở bên Campuchia cái núi đạo, giờ sư mở núi ra sao mẹ tụi con ở đây qua Campuchia dễ lắm. Sư về đó sư ở đó có thể sư xin 3 năm đi xa, sư ở trên núi luôn 3 năm, sư ngồi sư tu trên núi 21 ngày vừa rồi đó, sư có ăn. Nhưng mà sư ăn, còn người ta ăn nhiều mà không có ăn. Sự ăn một món ăn về tâm linh, về pháp thực, thiền thực, nó hơn là cái đoàn thực. Ăn cái đoàn thực vô xong rồi lát nữa phải đi vô nhà cầu phải chạy, còn không là coi như là phiền não lắm. Trên thế gian này nếu không có nhà cầu nha thì chắc không có chỗ nào thúi bằng cái thế gian này đâu. Nhưng mà may quá là con người biết như vậy đó. Còn mình đi vậy tụi con, nhiều khi mình mang cái nhà cầu di động này, mình đi đó đi đây mình cũng biết, mình tưởng là mình đẹp chứ không phải đẹp đâu. Chết rồi không có ai thơm tho gì hết. Cái mướn khiêm đi chôn đó tụi con, chứ không ai đi làm không đâu. Vậy cho nên trước khi mà mình vào ở trong cái thế giới mà của con người hay là các của trời, chỉ đi chỉ cái điều Phật dạy tổ dạy là đi tu. Tu là giải quyết tất cả, còn không tu là không giải quyết được hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Tụi con.